Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì mình chơi tiếp Pokemon Shinkai các bạn ơi. Thì đây sẽ là tập kết thúc series Shinkai và Moon Galaxy của mình luôn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn để có được Lurana các bạn. Mình nói trước là có được chứ không phải bắt được nha các bạn đó. Thì bây giờ các bạn sẽ, mình đến xong tới đoạn dừng mình sẽ quay về nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới là đây, đi tới đường Ro 4. Đây đấy chính là cái hang Mountain Sinh đó bạn, đấy các bạn còn nhớ để đi qua thành phố thứ hai đó. Đó đây thì mình sẽ xài Red Spell, xài cái Master Spell này để chặn khỏi gặp một cái mon hoang dã lạ. Hình như lần trước á mình đã nói á, thì ở ngay đây sẽ có, lúc đầu các bạn chơi game á sẽ có một thằng chặn đây nè các bạn, bạn ở khi các bạn đã xong tới đại dương nó sẽ mở đường cho chúng ta nha các bạn. Thì con đường này sẽ đi tới Mountain Moon đó. Ở để làm gì, ở trên này sẽ có con Cosmos nè các bạn đó, chỗ này chính là chỗ bắt con Cosmos nha các bạn. Vì chỉ có là 15 thôi nên các bạn cứ ném bóng đi, tầm 1-2 trái cái gì nó cũng vào các bạn. Còn nếu các bạn muốn chắc cú hơn thì các bạn hãy đem một con level thấp thấp tới bắt nó cũng được. Rồi, ok, bắt được nó các bạn. Đây, các bạn có thể bắt được thêm một con hoặc là bắt nhiều con tùy các bạn nha. Đây, chỗ này nó bị lắc game các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn để đi xuống đây các bạn, và đi lên lại nó sẽ mất nè. Đó, nó sẽ mất nha các bạn. Trước khi các bạn mà đi xuống các bạn muốn bắt nhiều con cũng được. Đấy, bây giờ mình sẽ có con Cosmos rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ tao phải chen cho nó tiến hóa thành Cosmoen các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi xuống trước đã. Đó, bây giờ mình sẽ quay ra ngoài bằng sợi dây. Bây giờ mình sẽ đem nó chen các bạn bằng cách đi tới Ballet Town. Điều kiện để có được Lurana là cái con này nó phải tiến hóa thành Cosmoen và xài Moonstone lên nó sẽ thành Lurana nha các bạn. Để Moonstone mua đâu, Moonstone để kiếm ở đâu thì phải ở ngay chỗ là thành phố Cinnabar Island đó. Đó, ở chỗ đó sẽ có cái cửa hàng bán Moonstone lúc đầu mà mình nói các bạn rồi đó. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều channel mà lần trước mình đã bỏ lỡ nè. Bây giờ mình sẽ vô đây chen đánh cũng như là để chen con này lên các bạn. Đó, những channel này mình bỏ lỡ rất là nhiều các bạn ơi. Khó thôi. Nhưng cái đám này toàn là cái đám cá này thôi, vô dụng các bạn, đánh cho nhanh. Còn nếu mà kiếm con mà mạnh hơn á, chứ cái đám cá này vô dụng lắm. Đó, Milotic nào, được, Milotic thì được các bạn. Mong mới gặp những con cái mon mạnh mạnh chứ, cái mon này chứ không à.
Gyarados. Khi em này không có FB share, các bạn có FB share nó nhanh hơn nhiều, đó phải thay thay qua thay lại các bạn. Rồi, giờ thì cứ thế các bạn cứ đi xuống đây gặp có nhiều người đánh ít nhiều người để cày level cho nó nha các bạn. Nó sẽ tiến qua level 43. Thì bây giờ mình sẽ cắt clip nha các bạn. 2000 years later. Rồi, ok, mình đã quay trở lại rồi các bạn. Sau khi đánh hết những người nãy đây á, mình vẫn không đủ lên level các bạn, thì mình sẽ quay lại chỗ Tứ Đen Dương cũng như những chỗ nào mà trước giờ mình chưa đánh á, mà mình chưa đi á, thì có những trainer mà nó cày nó lên là 42 đó các bạn. Thì con Cosmos này á sẽ tiến qua level 43. Thì các bạn còn nhớ trước khi vô cái chỗ Victory Round á, thì mình nhặt được một cái viên Ray Candy đó các bạn. Đó, thì giờ là mình sẽ cho nó ăn lên luôn, cho tiến qua luôn các bạn. Đó, nó sẽ tiến qua level 43 nha các bạn. Đây là Cosmoen mà. Đó, thì bây giờ các bạn phải vào cái cửa hàng này ở trên vùng Cinnabar Island các bạn. Đó, các bạn vô đây các bạn mua viên Moonstone giúp mình. Đây Moonstone, chỉ có bán ở đây thôi nha các bạn. Đó, em muốn mua viên Moonstone với mình. Đây, cái này cho đẹp đẹp các bạn. Đây, mình sẽ cho tiến hóa hình là Lulana các bạn. Đó, đã có Luna và Solgaleo các bạn. Rồi,
Thì tương tự như vậy các bạn, khi các bạn nếu chơi bản Moon Galaxy á, thì các bạn cũng sẽ bắt con Cosmos và các bạn sẽ chain nó lên 43 và cho tiến hóa thành Cosmos M, và các bạn sẽ xài Sinton thì các bạn mua ở thành phố vùng thành phố thứ tư á, cái thành phố mà mua đá Mega đó, chỗ đó có Sinton thì các bạn sẽ sử dụng Sinton để lên cái con Cosmos M để nó sẽ xài Son Galeo nha các bạn, nếu các bạn chơi bản Moon Galaxy. Rồi thì ok, mình xin kết thúc series này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Các bạn thấy hay các bạn cho một like hoặc là subscribe, nhấn cái kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.